Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2024, Chủ nhật thứ 22, mùa thường niên, năm B. Trích sách đệ nhị luật, mô nói với dân chúng rằng, Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lệ luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà chúa là thiên chúa cha ông các ngươi sẽ bàn cho các ngươi các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền nhưng hãy tuân giữ các dưới răng của chúa là thiên chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi các ngươi phải tuân giữ và thực hành vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói, Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình. Như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, có dân tộc thời gian nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy đó là lời Chúa ta ơn Chúa lạy Chúa ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa người sống thanh liêm và thực thi công chinh và trong lòng suy nghĩ điều ngay và lời không bia lời vu không Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa? Người không làm ác hai ban đồng liêu, Cũng không làm nhục cho ai lân cần. Người coi xe đưa bất nhân, Nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa? Người dẫu thề điều chi bất lời, cũng không thay đổi không xuất tiền đặt nợ thu lời cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương người thực thi những điều kê đó thì muôn đời chẳng có lung lay lay chua ai sẽ được ở trong đền tam chua trích thư thánh Jacob tông đồ anh em thân mến, mọi an lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi cha sáng láng ban xuống nơi người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em lời có sức cứu độ linh hồn anh em anh em hãy thực thi lời đã nghe chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với thiên chúa cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẩn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đô là lời chúa, ta ơn chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phang thầy là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước về theo đúng tập tục của tiền nhân những người biệt phái và mọi người do thái không dùng bữa mà không rửa tay trước và ở nơi công cộng về họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén rửa bình rửa các đồ đồng vậy những người biệt phái và lục sĩ hỏi người sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch người đáp hỡi bọn giả hình Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng dân này kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chúng ở xa ta nó sùng kính ta cách giả dối bởi vì nói dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răng Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng và bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế chỉ có những gì từ con người xuất ra. Chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng, tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thờ Chúa với cả tấm lòng. Đức Giêsu trả lời họ: Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Mất cô chương 7 câu 6 đến 8 Suy niệm Nếu rửa tay trước khi ăn chỉ là vấn đề vệ sinh thường thức, thì hẳn không có gì sai nhưng đối với những người Pha-ri-siêu, thì đây là truyền thống của cha ông mà họ nhất định phải duy trì. họ cho rằng chỉ bằng những việc rải nước những nghi thức bên ngoài là họ có thể tẩy rửa sạch những ô ế trong tâm hồn, và tệ hại hơn cả là trong khi cẩn thận duy trì truyền thống của cha ông họ lại coi thường Gặp bỏ điều răng của Chúa. Đức Giêsu trách họ là đạo đức giả. Ngài cho biết những nghi thức bên ngoài chỉ có giá trị khi chúng phát xuất từ tấm lòng bên trong. Bởi vì điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Mắt theo chương 23, câu 23. Mời bạn Thời nay cũng có nhiều người pha-ri-siêu như thế, C.S. lewis cho biết: "Tôi tin rằng có quá nhiều người đi lễ nhà thờ nhưng không phải là tín hữu. Người tín hữu đích thực không chỉ siêng năng đọc kinh xem lễ mà còn phải sống tinh thần tin mừng, thực thi công bằng bác ái trong cuộc sống. Thánh Gioan tông đồ khích lệ. Đó không phải là điều gì quá khó khăn, bởi vì ai tin vào Đức Kitô cũng yêu mến Ngài và ai yêu mến Thiên Chúa thì tuân giữ các điều răng của Ngài, mà các điều răng của Ngài thì có nặng nề gì đâu. Thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ chương 5 câu 3. Sống lời Chúa tâm niệm rằng ngày nào tôi chưa làm một hành vi bác ái ngày đó tôi chưa là khi tô hữu đích thực cầu nguyện lạy chúa xin giúp con để lời con tuyên xưng niềm tin tương hợp với lòng yêu mến chúa biểu lộ nơi đời sống bác ái bên ngoài của con amen rất suy niệm lời chúa hằng ngày bờ dậu trước ngõ có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn giả đã bỏ nhà trốn lên thành thị ở đó chàng đã ăn chơi trác táng kiếp sống xa đọa đã đưa đại chàng đến chỗ thăng tàn ma dại trong nỗi cùng cực chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình chàng quyết định trở về nhưng trên đường về nghĩ mình quá bất xứng không biết cha mẹ có tha thứ không nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác ở đó chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi chàng cũng ngỏ ý nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà mẹ chàng đã làm gì bà không những treo một chiếc áo bông mà lấy tất cả áo trong nhà ra teo kín cả dậu trước ngõ. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Phiêu lưu trong tội lỗi, chúng ta chỉ cảm thấy chán chường, thất vọng. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta từng giây từng phút. Tình yêu của Ngài vượt lên trên mọi tính toán, đo lường của chúng ta. Ngài thi ân cho chúng ta hơn cả sự mong đợi và cầu xin của chúng ta. Người con hoang trong tin mừng chỉ xin được đối xử như một người làm công trong nhà. Nhưng người cha đã phục hồi anh trong tước vị làm con. Ông đã sỏi nhẫn cho anh, mặc áo mới cho anh và sai mở tiệc ăn mừng. Phải, Thiên Chúa yêu thương và tha thứ hơn cả sự chờ mong của chúng ta